quan trọng nhất không? Chính là không cần phải ăn đường ăn, không cần ăn bánh kẹo, cũng không cần ăn trái cây vì đã có sim, sim bao cân hết. Đại gia của đoàn. Sao hở là ăn? Sao hở là ăn? Trời ơi. Thấy chị em rất là hòa đồng, thân thiện, với lại có thêm nhiều bạn nhậu. Thật sự thì sau tất cả những cái dữ kiện đấy thì mình vẫn chưa biết được là bạn nam này đến với ai. Nhưng mà mình thật sự rất là hạnh phúc cho người con gái nào mà được bạn Anju tỏ tình. Bởi vì theo mình cảm thấy đó là Anju là một người sống rất là tình cảm, trưởng thành và biết suy nghĩ cho người khác. Lại còn tích cực nữa, đẹp trai là yếu tố quan trọng. Nên là mình cũng rất là mong nếu như mà bạn gái nào mà được Anju tỏ tình thì sẽ về với bạn Anju nhé. Cũng có điểm là trùng với mình là bạn ấy cũng rất là trưởng thành, có những cái lối suy nghĩ giống mình, tự chữa lành được những cái tổn thương ở trong lòng ấy. Thì thật ra thì ở đây cũng có rất là nhiều người giống như vậy, giống như là chị Luna, chị Lan Hương đó. Còn mình cũng chưa thấy bạn ấy giống mình cái gì nữa. Em nghĩ rằng là bạn nam này đến vì bạn xin. Oh, wow, tuyệt vời. Tại vì nhanh em để ý là bạn ấy thả thính chị xin này. Ánh mắt bạn ấy nhìn chị xin cũng lâu hơn này. Rồi thì em thấy là cái gu của bạn này có vẻ như là rất là hợp với chị xin. Thì em nghĩ là chắc chắn là bạn này đến với chị xin. À không, được nói chắc chắn. Em nghĩ rằng là bạn ấy đến vì chị xin. Tiếc ghê, trời ơi. Ngu em quá trời. Tiếc ghê, trời ơi. Ngu em quá trời. Khó mọi người ơi. Thật ra thì thấy thì ai cũng có những cái điểm tương đồng với bạn hết á. Tại trong những câu chuyện mình chia sẻ thì ai cũng cảm thấy là có mình trong đó. Nhưng mà thôi giờ Hương đánh đại đi, tâm linh đi. Thì Hương nghĩ là xin. Tại vì có từ khóa tất. Vậy thôi, chứ thiệt ra thì cũng cái này rất là khó đoán á mọi người. Tại vì bạn cũng chưa có quen ai trong các bạn nữ ngồi đây hết. Cho nên là đoán chơi thôi. Chắc là chị xin. Chị xin. Tại chắc quen thứ 6 mà không biết tại sao. Cảm nhận vậy thôi. Tại sao lại mặc đồng hồ? Khi mọi người đều mặc cách đi. Để tôi được tỏ tình đó. Để tôi được tỏ tình đó. Để tôi được tỏ tình đó. Tương truyền nếu ai mặc đồ nổi nhất thì người đó sẽ được tỏ tình, người đó sẽ được tỏ tình. Không biết lời nguyền này có đúng với Luna không? Em rất cầu mong điều đó là sự thật ạ. Ok. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Chúc mừng.
hôm nay quay lại thì thật sự mọi người cũng có một số bạn như là mình với cả Phan Ánh Ngọc thì cũng đã quen nhau rồi từ trước rồi, còn những bạn mới như là Jesse hay Xin hay là chị Nhàn hay bạn chị Nhàn với là bạn Vân Nhi thì cũng mới chỉ gặp nhau một lần thôi. Thì mình cảm thấy mọi người cũng rất là thân thiện. Mọi người chỉ có hơn một chút là mọi người hơi nhút nhát một xíu, nhưng mà đến buổi quay thứ hai thì mọi người cũng đã biết bày tỏ bản thân hơn nhiều. Như chị Nhàn thì rất là ok luôn. Mình cảm thấy chị Nhàn có một cái tính mà mình rất là thích, đó là chị rất là thật thà, kiểu có gì kiểu sẽ thể hiện ra ấy, kiểu rất là đáng yêu nữa. Còn bạn Xin với cả Tensi với cả bạn Nhi thì hơi ít nói, hơi hướng nội một xíu, là mong mọi người sẽ nói nhiều lên nha để cho mọi người có không khí vui vẻ hơn. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình quay chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì thực sự là mình khá là run và kiểu như là cũng là lần đầu tiên gặp các chị, các em ở đây cả. Nhưng mà mọi người rất là đáng yêu, mọi người rất là vui, rất là thân thiện. Nhưng mà mình cũng có cảm giác rất là đáng yêu, mình cũng có cảm giác rất là yêu quý mọi người. Nên là chị em hòa nhập với nhau rất là nhanh. Thì mình cảm thấy rằng là mình rất là thích quay chương trình này. Em cũng đã đến cái tuổi yêu đương nghiêm túc các thứ rồi. Em chắc chị là em nghiêm túc chưa? Em nghiêm túc mà. Em thấy chương trình rất là thú vị, mọi người rất là hòa đồng. Nhưng mà... thôi bỏ qua cái vấn đề đó đi. Nó hơi nhiệt cảm. Em hơi buồn ngủ. Vậy đó, còn mọi người thì rất là năng lượng, vui vẻ. Ai cũng giúp đỡ nhau trong công việc. Mời đấy, mời đấy. Chị cũng vậy. Cảm thấy là rất là vui và thú vị khi mà mỗi lần được tìm hiểu rất là sâu về các bạn nam á, kiểu có nhiều cái câu chuyện đồng cảm này kia rất là hấp dẫn. Đi qua thì cũng rất là nhiều chị em mới á, thì thấy chị em rất là hòa đồng, thân thiện, với lại có thêm nhiều bạn nhậu. Có thêm nhiều bạn nhậu.